Vừa qua tại Hà Nội đã diễn ra hội chợ giao dịch hàng xuất nhập khẩu chiết Giang lần thứ 5. Tham gia hội chợ có gần 100 doanh nghiệp sản xuất, trưng bày trên 150 gian hàng. Hội chợ lần này có 3 ngành hàng nổi bật gồm máy móc, thiết bị điện, điện tử, vật liệu xây dựng, trang trí nội thất, ngũ kim, dệt may, nguyên phụ liệu và các sản phẩm tiêu dùng. Sản phẩm trưng bày lên đến hàng trăm chủng loại khác nhau như máy móc của Ôn Châu, Đài Châu, ngũ kim của Gia Hưng, nguyên phụ liệu dệt may của Hoàng Châu, Hồ Châu, sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Nghĩa Ô. Đây đều là các mặt hàng được ưa chuộng tại thị trường Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Thông qua hội chợ lần này, tỉnh Chiết Giang kỳ vọng sẽ đem đến Việt Nam và thị trường Đông Nam Á các sản phẩm chất lượng.